Xin chào các bạn, hôm nay mình xin giới thiệu với các bạn một đội hình cũng tương đối phổ thông là đắc, mẹc, chim. Đắc đứng đầu, mẹc đứng giữa và chim đứng cuối. Đội hình này thì mình chấm energy 4 điểm, thể cạt thì cũng 4 điểm. Vì đan thì tin này đan tương đối to, mình chấm tối đa 5 điểm. Về thuộc thì tin này thủ yếu, hiệu ứng thì tin này 3 điểm, độ khó thì 4 điểm, bởi vì phải con chim phải căn tự sát đúng lúc này và căn máu con mẹc giữ máu dưới 1/3 máu để kích hoạt cái hiệu ứng của cái miệng kít. Về giá thì tin này có giá là 240 đô đối với pet là tốc độ đánh tối thiểu, còn nếu mà các loại tốc độ đánh tối đa thì giá sẽ cao hơn. Mình nốt lại tin này là đan to, móc tốt, giá bình dân. Xin cảm ơn các bạn. Anh em có ý kiến bình luận gì xin để lại lời nhắn ở bên dưới. Nhớ like và subscribe ủng hộ kênh nhé.
Hehehe.